có lời khuyên với các bạn là năm nay Tết năm nay các bạn cho ba cái món rang sẵn này này. Tiện lắm. Mình cho vào cái cốc này này. Mình đổ sẵn hai cái này là chính và cái vừng thơm ngà hóp ở giữa là phụ. Nó là dầu béo là ăn ít thôi. Thế bây giờ mời nhau, đây cho vào cái cốc này nó tiện lắm mà nó không lạnh tay. Vâng. Mời cháu xòe bàn tay ra. Vâng. Xòe bàn tay ra. Đấy, cho vào miệng. Rồi. Rồi cái dòng nó ri nướng này này. Mình duyệt cái dòng này là ở chỗ là nó không có cái sự tẩm ướp gì như là dầu với lại chất điều vị mà nó nguyên bản ấy. Họ chỉ sấy giòn thôi, họ mới chào hàng nhà mình từ xưa đến nay cái rong biển ăn liền của Hàn Quốc này là mình không duyệt bởi vì nó có những cái dầu béo như cái loại này này, sợi này là mình không duyệt này. Có dầu béo họ tẩm ướp vào và họ có chất điều vị ở trong. Thế còn cái loại này thì họ nguyên bản hơn thì mình ăn vào miệng thì mình khuyên mọi người nên mua cái này. Này là bán bao tiền một cái chai này ạ? À? Nó cũng rẻ thôi, trong tầm tay. Thế xong là bà các bạn cắt nó ra thành từng miếng hoặc là bẻ nó ra hoặc là như nào đó để ăn được. Mỗi người chỉ cần một nửa cái miếng này thôi. Khách đến nhà hoặc là 1/4. Mời mọi người ăn để giới thiệu một cái lối sống, một cái cách ăn mà một cái ngày Tết được ăn những cái thứ này chứ ăn bánh mứt kẹo là nó tạo axit âm lắm mà ai cũng thừa đường rồi, bị tiểu đường hết cả dân tộc rồi. Chuyển sang ăn cái này đi các bạn ơi. Tết nhá, Tết năm nay ai mà đến nhà mình ấy thì có lời khuyên là tớ cũng mời như này mà chẳng cần phải Tết. Ngày thường tớ cũng mời mọi người ăn kiểu này. Cháu chụp ảnh. Quảng cáo với mẹ cháu tiểu đường. Cháu mua về cho mẹ cháu ăn. Vâng.